Trong chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 13.000 tỷ đồng. Đây là số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội vừa qua. Đại diện Ban Thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 6% kế hoạch thu, giảm 0,4% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xếp theo thứ tự nợ bảo hiểm xã hội cao nhất với 9.547 tỷ đồng, chiếm 72,9% tổng số nợ.